Dương Đại Nhân đến. Dương Tướng Quân đến. Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, Thu Thê Gia Bái, Đưa Vào Động Phòng. Gì đây? Ở kia. Bảy 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 bảy. Gồng 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 gồng. Mời Dương Tướng Quân ngồi. Mời Cương Đại Nhân ngồi. Mời Dương Tướng Quân ngồi. Mời Cương Đại Nhân ngồi. Mời Dương Tướng Quân ngồi. Mời Cương Đại Nhân ngồi đi. Mời Dương Tướng Quân ngồi. Mời Cương Đại Nhân ngồi. Mời Dương Tướng Quân ngồi. Thì Cương Đại Nhân có ngồi hay không? Ông có ngồi không thì bảo. Ngồi thì ngồi. Ông đứng đấy đi. Ông ngồi thì tôi cũng ngồi. Với mục tiêu là để tìm ra người vợ lý tưởng cho hoàng tử, ngay sau đây cuộc thi Face ID chính thức bắt đầu. Cho Kiều Nguyệt Nga vào. Đưa dân có gan đi thi, tại sao đeo mang nhện thế kia? Ông ơi, cái đấy người ta gọi là khăn che mặt. Ngươi bỏ ngay cái khăn mặt ta xem nào. Khăn mặt. Ôi đã quê rồi lại còn nói gì. Ngươi bỏ cái khăn che mặt ta ra xem nào. Đưa dân to gan, người nghĩ gì mà mang cái dung nhan xấu ma chê quỷ hờn, xấu bắp xấu bổ xấu xúc phạm người nhìn đến đây hả? Đúng, xấu như này cũng như gì à? Lôi ra ngoài chém! Khoan, sao chém tiểu nữ? Tội xấu! Lôi ra ngoài, chém! Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Xấu thế này, chém mẹ đi ông nhỉ? Cho thì xin tiếp theo vào! Cho âm thi hộ vào! Ôi béo thế này thì thi cử cái nỗi gì? Để làm sao được, thi cái gì nữa? Hay là loại luôn nữa ông nhỉ? À, từ từ đã. Thảo dân kia, người đi thi mà mang theo tay sách nách mang cái gì đấy? Tiểu nữ có chút qua quê, mong các quan nhận dùm. Ta là quan Thanh Liêm, ngươi đừng tưởng mang quà cáp để mà mua chuộc được ta. Xét thấy ngươi cũng có tấm lòng nhân hậu, mặc dù thân hình hơi đẫy đà một chút, tuy nhiên hoàng tử vẫn cần một bờ vai vững chắc để nương tựa. Hy vọng rằng ngươi sẽ tận dụng được cơ hội này. Được ơn các quan. Đi nhanh nhanh lên để chúng ta còn thi. Cho thí sinh tiếp theo vào. Ủa bà. Cho thí sinh tiếp theo vào. Cô có ổn không? Cũng tệ một. Ổn thì vào chi tiết đi. Thí sinh tiếp theo. 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 Còn ai được không? Mà thi nốt đi. Ai chẳng có ai mở được cái fake ID này. Bọn mình bao giờ được về nghỉ đây không nhỉ? Bọn này hoàng tử chém đầu cả hai luôn. À, bọn có thí sinh kìa. Này, sashimi này. Khoan. Khoan. Bà chửi cho mày hóa điên, bà
sống thì ngậm miệng ngay, lạy bả dăm lạy và tha cho về. Cô nương à, ra họa lưu nhân. Ai nói đấy? Cô nhìn xuống dưới được không? Xuống dưới? Đây á. Bậy bậy. Cô nhìn lên một chút đi. Hello cô lương. Người biết nói tiếng Anh. Cô lương đâu cần phải hoảng hốt như vậy đâu. Ta là cá thần biết nói vài ngôn ngữ có gì là lạ. Thì tại sao lại bị người ta mang ra chợ bán? Chả giấu gì cô nương, ta trước đây là ca bồng nguyên soái, cai quản tất cả các loại cá cảnh trên thiên giới. Vì ham mê câu cá, bị Ngọc Đế đẩy xuống hạ giới. Eo, ông giời ác như con tê giác ấy nhở? Có mỗi việc câu cá mà cũng đẩy người ta xuống hạ giới. Trời xác. Ông trời anh minh, tiểu nữ đang xem. Rồi. À, câu cá thì không sao. Quan trọng nhu cầu gần là gần, thế là bị mấy tên cưới mấy exciter đến đánh điện bắt hết cả cá cảng cả của Ngọc Đế. Ngọc Đế biết chuyện tức giận định xử hồn phi phách tán. May nhờ có Hầm Ngàn Công Chúa cùng quận phò má xin cho mình ta mới thoát chết, bị đầy xuống trần gian làm cá bông. Nên ta chỉ có linh lực mà không có pháp lực mới để người ta bắt đem ra chợ bán mà mình thấy rồi đấy. Xong rồi. Xong rồi á? Xong rồi để ta thịt ngươi tiếp. Khoan. Xong đi ác quá vậy. Ta đã kể ngươi nghe chuyện của ta mà ngươi vẫn định giết ta sao? Bởi vì ngươi kể chuyện nhạt như nước ấm, mà nó cũng có thay đổi được điều gì đâu. Với lại bây giờ ngươi cũng là con cá vô dụng rồi. Không thịt thì để làm gì? Khoan. Đừng giết ta. Ta sẽ kể cho ngươi một bí mật của mẹ ngươi và đứa em ngươi. Gì ta? Với cả em thì làm gì có bí mật gì chứ? Ngươi đừng hòng mà bịa chuyện. Ta đã như cá nằm trong thớt thì nói dối có tác dụng gì chứ? Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao mẹ kế của ngươi vẫn luôn ghét ngươi và tìm đủ mọi cách để cản trở ngươi không? Mặc dù ngươi rất tốt với họ, còn em gái ngươi nữa, mọi bí ẩn sẽ có trong chiếc hộp sắt mà mẹ ngươi giấu dưới gầm giường đó. Không tin, ngươi vào tìm thử xem. Thật không? Ta tìm mà không thấy thì ngươi chết với ta. Nằm im đấy. Sao vậy? Cô có thấy cuốn sách đó không? Ý ngươi là cuốn sách này? Đúng rồi, cô cũng biết cuốn sách đó à? Mày nghĩ tao là con nhà quê à mà không biết? Đây là cuốn sách Việt Nam Antivirus đầu tiên. Là cuốn sách nổi đình nổi đám một thời. Là sổ tay giấc mơ kê đầu giường biết bao nhiêu chàng trai cô gái tuổi cập kê. Phạm là người dân trong vương quốc này ai chả biết. Bí mật cái con. Thế cô có biết ai là tác giả của cuốn sách đó không? Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đó. Cuốn cô đang cầm trong tay không phải của nhà xuất bản phát hành đâu, mà là nhật ký của tác giả đó. Hay là nói chính xác hơn, và ngang hay chính là biệt danh của cô lúc còn trẻ đó. Ai nội đây? Ai nội đây?
chén 10 đào tự hào không lép. Cóc xe OF lép mấy cũng lên. Yếm mặc ở trên quần then che dưới. Yếm nay kiểu mới yếm mai lụa đào. Lấp ló phập phồng liếc trai, trai chết mà gặp chồng thì chồng say. Mua yếm đi em ơi. Chị ơi, nội y bán như thế nào ạ? Xin chào tất cả các bạn. Tớ là Cơm Tấm, mình là Sơn Bị. Tớ là Tấm, Cơm là người khác. Chúng tớ đang ở hậu trường của drama series phim Tấm Cám, Một Đời Ân Oán. Nếu như các bạn yêu thích phim của chúng tớ thì hãy ấn like và subscribe để theo dõi tất cả những